Mỹ Tâm đăng ảnh biệt thự hoành tráng, dân dân tình đổ dồn vào bóng dáng nam nhân trên góc nhà. Ít giờ trước, trên trang cá nhân của mình, Mỹ Tâm đã đăng tải loạt ảnh chụp phong cảnh xung quanh biệt thự và vườn cây trái sai quả. Dung cận hình ảnh, cư dân mạng phát hiện bóng dáng của một người đàn ông mặc đồ đen đang leo lên đốc biệt thự của Mỹ Tâm để thả diều. Ngay lập tức, khoảnh khắc trên làm nhốn nháo mạng xã hội, cư dân mạng không ngừng bàn tán về nam nhân này. Nhiều người cho rằng đối tượng chính là Mai Tài Phến, bạn trai tinh đồn của họa mi tóc nâu. Trong khi dân tình rộn ràng thì Mỹ Tâm đã âm thầm xóa hình ảnh, vô tình dính bóng dáng quen quen ra khỏi bài đăng của cô. Mỹ Tâm Mai Tài Phến từng hợp tác trong sản phẩm âm nhạc Đừng Hỏi Em, diễn chính trong phim Chị trợ lý của anh năm 2019. Vào tháng 2, 2024, Mỹ Tâm và Mai Tài Phến bị ghi lại khoảnh khắc kề cận nhau tại sân bay. Đến tháng 10, 2023, Mỹ Tâm chủ động đến ủng hộ Mai Tài Phến trong buổi ra mắt phim Đất Trường Phương Nam. Thậm chí họa mi tóc nâu còn có hành động đứng lên vỗ tay và hét lớn, thích vỏ tòng quá, một cách thoải mái. Nam em đã chia tay chồng sắp cưới sau buổi livestream cãi nhau căng thẳng. Mới đây, nam em đăng tải lên kênh TikTok cá nhân đoạn clip với nội dung Bạn cảm thấy hạnh phúc khi không vướng vào tình yêu. Cô còn thể hiện cảm xúc sảng khoái khi chú thích thêm, tự do muôn năm. Động thái này khiến cộng đồng mạng nghi vấn nam em đã chia tay với chồng sắp cưới, bởi cách đó không lâu cô và người đàn ông đó vừa có cuộc cãi cọ gay gắt trên livestream. Nam em tỏ ra tức giận khi chồng sắp cưới có tính gia trưởng, cư xử thiếu lịch sự, lên livestream nói năng tục tĩu và còn nhắn tin hăm dọa khi cô sang nhà quấy vân chơi. Nam em tuyên bố nếu anh không chịu thay đổi thì sẽ chia tay. Phía chồng sắp cưới của nam em cũng không chịu nhún nhường khi mắng cô biến ngay trên livestream và còn khẳng định sẽ không thay đổi. Nam em từng chê bai vợ Lê Dương Bảo Lâm, nam diễn viên có thái độ gì? Việc nam em liên tục livestream bóc phốt showbiz Việt vẫn đang là tâm điểm chú ý. Nhiều người cho rằng nam em đi quá giới hạn khi phát ngôn thiếu kiểm soát. Những thông tin mà người đẹp chính đưa ra phần nhiều không bằng chứng làm ảnh hưởng đến người khác. Cùng thời điểm này, những ngôn màu cũ của nam em bị đào lại. Trong đó, vụ nam em phát ngôn vạ miệng với vợ của Lê Dương Bảo Lâm trong show truyền hình Tài Tám Tiếu. Khi đó, nam em đánh giá Quỳnh Quỳnh, vợ của Lê Dương Bảo Lâm ăn mặc lượm thộm. Nghe vậy, Khả Như cho hay, nói nặng quá kỳ lâm. Trước tình huống này, diễn viên quê Đồng Nai phản bác, Em ơi, cái đó là đơn giản, người ta vì chồng vì con buông cánh bán bưng. Tiếp đó, nam em cho biết chính Quỳnh Quỳnh vì chồng con nên mới không lo cho bản thân. Còn Lê Dương Bảo Lâm cho hay, cái đơn giản với lượng thuộm khác, lượng thuộm là chỉ người tóc tai bù xù, quần áo rách, còn vợ của tôi thơm, chỉ là bộ đồ hơi cũ, tôi có mua đồ mới nhưng vợ không chịu mặc. Khi đoạn clip nam em Lê Dương Bảo Lâm nói về Quỳnh Quỳnh được chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều khán giả chỉ trích nam em kém duyên, sau đó Lê Dương Bảo Lâm phải lên tiếng đính chính và bảo vệ người đẹp chính x. Lê Dương Bảo Lâm nói, Lâm có tham gia một chương trình với bé nam em, format chương trình đưa ra. Format chương trình là đưa ra chủ đề và người tham gia thảo luận đưa ý kiến theo chủ đề đó. Nên mấy anh em tranh luận trong chủ đề đó thôi, bé nam em cũng không có ý gì với vợ Lâm và Quỳnh Quỳnh hết. Bà con coi ủng hộ chương trình và xem đó là một góc nhìn để thảo luận thôi. Mỗi người mỗi trải nghiệm khác nhau, suy nghĩ khác nhau, bà con hiểu cho mấy anh em làm nghề. Gây thị phi náo loạn showbiz, nam em bị đưa lên sóng VTV để bóc phát ngôn bất nhất chuyện kiếm tiền từ livestream. Nam em bị phanh phui những phát ngôn không đồng nhất trong việc chia sẻ kiếm tiền từ các buổi live stream. Nam em live stream gây bức xúc, nam em bị phạt, nam em và chồng sắp cưới cãi nhau là những cụm từ được tìm kiếm nhiều nhất liên quan đến nam em vào gần đây. Từng là người đẹp được công chúng đón nhận và yêu mến, nhưng nam em đang đi ngược lại với sự kỳ vọng, tự làm ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh của mình. Nam em cầu gì có nấy, được trả vương miện hoa hậu, netizen nhắn tin đòi gấp. Những ngày gần đây, Nam Em là cái tên thu hút sự chú ý đặc biệt từ dư luận bởi người đẹp này liên tục tổ chức các buổi livestream trên trang cá nhân. Trong những buổi livestream của mình, Nam Em liên tục có biểu hiện cũng như phát ngôn khiến nhiều người xôn xao. Chiều 29 tháng 2, tổ chức Hoa hậu Đồng bằng sông Cửu Long thông báo đường Kim Hoa hậu Nam Em không đồng hành cùng cuộc thi năm nay 2024. Cụ thể theo thông báo của tổ chức Hoa hậu Đồng bằng sông Cửu Long, Nam Em chính thức bị tước quyền đồng hành cùng tổ chức Hoa hậu sau 9 năm đương nhiệm. Liên quan đến việc đương kim Hoa hậu Nguyễn Thị Lệ Nam Em sẽ không đồng hành cùng cuộc thi Hoa hậu Đồng bằng Sông Cửu Long 2024, với tiêu chí tôn vinh vẻ đẹp nhân cách, trí tuệ, sắc đẹp, cũng như rèn luyện bản lĩnh, tư duy và tài năng của người phụ nữ Đồng bằng Sông Cửu Long, phụ nữ Việt Nam nói chung, ban tổ chức nhận thấy đương kim Hoa hậu Nguyễn Thị Lệ Nam Em không phù hợp với tiêu chí và hình ảnh mà tổ chức muốn hướng đến. Vì thế, cô sẽ không đồng hành cùng cuộc thi trong thời gian diễn ra hoạt động, ban tổ chức cuộc thi thông báo. Thông báo này đồng nghĩa với việc Nam Em bị gạch tên khỏi danh sách tham dự đồng hành ở cuộc thi. Như vậy, Nam Em cũng không phải là người trao vương miệng cho tân Hoa hậu kế nhiệm. Tuy nhiên, ban tổ chức cuộc thi không nhắc đến việc có tước vương miệng Hoa hậu của Nam Em hay không. Điều đáng nói, sự việc này cho thấy nguyện vọng được trả lại vương miệng của Nam Em được toàn quyền. Trước đây không lâu, Nam Em từng thổ lộ với bạn trai rằng cô mong muốn sớm trả lại vương miệng Hoa hậu Đông Băng Sông Cửu Long. Sau khi đương nhiệm trong 9 năm qua, người đẹp sinh năm 1996 cho biết cô vẫn còn trách nhiệm đối với danh hiệu nên chưa thể làm bất cứ điều gì thoải mái như một người bình thường. Theo một nguồn thông tin, được biết khán giả liên tục tràn vào trang chủ cuộc thi Hoa hậu đồng bằng sông Cửu Long yêu cầu tước vương miện của người đẹp sinh năm 1996. Để dẫn đến hệ lụy như hôm nay, chắc chắn sự bức xúc của khán giả không phải là cảm xúc nhất thời mà là sự dồn nén quá lâu. Chúng tôi là những người xem truyền hình, yêu thích các chương trình nhân văn, giáo dục lành mạnh. Chúng tôi bị làm phiền bởi những video, những buổi livestream đã chiếm sóng toàn bộ chương trình khác. Mang danh Hoa hậu nhưng có những phát ngôn chở búa thách thức, chúng tôi yêu cầu ban tổ chức tước danh hiệu công khai trước công chúng, báo chí và truyền thông. Nam em mong bị tước vương miệng hoa khôi đồng bằng sông Cửu Long vì thấy quá nặng đầu. Sau khi nhận mức phạt 37,5 triệu từ Sở Thông tin Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh vì ồn màu livestream vừa qua, Nam em đã tiếp tục lên sóng. Đặc biệt lần này Nam em mở khóa bình luận dưới livestream. Ngay sau khi Nam em mở bình luận, cư dân mạng lập tức tràn vào. Bên cạnh việc để lại bình luận nhắc tới tiền phạt, nhiều cư dân mạng cảnh báo Nam em về việc cẩn thận không bị tước nốt vương miện hoa khôi đồng bằng sông Cửu Long. Tuy nhiên, trước lời cảnh báo của cư dân mạng, nam em tỏ ra hết sức bình tĩnh, người đẹp tiền giang bày tỏ hy vọng bản thân sớm bị tước vương miện. Tước hộ, tước nhanh, tước lẹ, tôi nói đổi cái vương miện đó 8 năm trời, muốn trả dữ lắm mà không chịu lấy lại. Bây giờ có cơ hội thì lấy dùm, lấy hộ, lấy lẹ, quá trời nặng đầu, như cái vòng kim cô vậy, ràng buộc quá, mệt. Quá lấy lẹ, cái vòng kim cô để ngay dưới cây đàn kia. Ai qua lấy lẹ, lấy dùm, lấy nhanh, lấy sớm, lấy đi nhanh dùm, không có nhu cầu. Trước đó, chiều 29 tháng 2, Ban tổ chức Hoa hậu Đồng băng Sông Cửu Long đưa thông báo, cho biết ngưng hợp tác với Nam Em. Nguyên nhân được đưa ra do Ban tổ chức nhận thấy Nam Em không phù hợp với hình ảnh này, nên quyết định không để người đẹp tiếp tục hợp tác, đồng hành với cuộc thi. Nam Em vẫn chưa ngừng quậy, tiếp tục cà khì khán giả, so sánh họ với động vật. Mới đây, nam em tiếp tục có động thái gây chú ý khi đăng tải dòng trạng thái được nhiều người cho là đang cà khịa khán giả. Cụ thể, người đẹp tiền giang chia sẻ, Chỉ có giải tỏa cảm xúc bằng âm nhạc mới an toàn và hiệu quả nhất. Họ chẳng muốn nghe bạn nói gì, họ chỉ xem mình vấp chỗ nào để ném mình vào bầy sói thôi. Bài đăng của nam em ngay sau khi đăng tải nhanh chóng nhận về nhiều sự quan tâm. Hàng loạt bình luận không ngừng lên tiếng công kích cho rằng cô nên ngừng lại việc kiếm chuyện với khán giả. Nhiều ý kiến nhận định nếu Nam em thật sự muốn cuộc sống an yên để tiếp tục làm nghề thì nên học cách trân trọng thay vì liên tiếp cà khịa khán giả để nhận về vô vàng gạch đá và sự nghiệp cũng dần bị hủy hoại. Ngoài ra cư dân mạng còn soi được việc Nam em phát ngôn bất nhất, câu sau đá câu trước, theo đó người đẹp nói, vậy nên đừng bao giờ chia sẻ bất cứ câu chuyện cá nhân nào lên mạng xã hội. Tuy nhiên thời gian qua, cô lại liên tục làm điều trái ngược khi chia sẻ quá nhiều về đề tư. Thậm chí bạn trai của nam em là Bùi Hữu Cường còn có loạt phát ngôn gây tranh cãi, khiến công chúng càng thêm chán ghét cặp đôi này. Cách đây không lâu, nam em gây xôn xao khi đăng tải hình ảnh trèo ra lan can cửa sổ. Nhiều người sau khi xem clip không giấu nổi sự hoang mang. Qua đó, không ít người cũng bày tỏ việc lo lắng cho tinh thần bất thường của cô. Sau lần hóa người trừng leo trèo ban công, nam em tiếp tục nhận gạch đá khi livestream với bạn trai Bùi Hữu Cường. Theo đó, cả hai liên tục nói đến việc làm MV mới, đồng thời không ngừng thanh minh. Cách nam em chia sẻ khiến cư dân mạng càng thêm thất vọng về cô. Nam em nói, nếu lúc đó tôi không tham, cứ làm theo kiểu ai thích thì nghe, thích xem MV của mình thì xem chắc cũng chả sao. Nhưng mình cũng muốn mọi người nghe nhạc, mình mong khán giả biết đến âm nhạc. Thành ra mình có hợp đồng giao ước bằng cách khấn. Mình không nói về tâm linh nhưng rõ ràng ở đây mình không coi trọng sức khỏe. Mình cứ hy sinh vì giấc mơ làm sao để sản phẩm âm nhạc được mọi người đón nhận đến lúc đón nhận rồi thì mới thấy sức khỏe không tốt. Đứng trên sân khấu hát và thể hiện mình là ca sĩ chuyên nghiệp mà cũng không được, thậm chí lời bài hát cũng không thuộc, khán giả thất vọng về mình chỉ có một, mình thất vọng về mình lên đến 100, 1000. Sau đó, nam em cứ luyên thuyên về chuyện bệnh tật ốm yếu, đứng trên sân khấu như cực hình. Người đẹp còn tuyên bố cô có than thở mệt mỏi thì cũng chẳng ai thèm nghe. Nam em tiếp tục đóng vai nạn nhân, đổ lỗi cho khán giả kích động, khiến cô có những hành động và lời nói thiếu kiểm soát nhiều khán giả bày tỏ sự thất vọng vì Nam Em nói chuyện bất nhất. Trước đây cô từng tuyên bố trời showbiz không tham gia hoạt động nghệ thuật, sau khi gây ồn ào và bị phạt, Nam Em đột ngột làm album, ra MV mới. Một số ý kiến cho rằng có nhiều cách để đánh bóng tên tuổi, không nhất thiết phải mang đến hàng loạt thông tin tiêu cực cho khán giả. Chính Nam Em đang tự đánh mất danh tiếng và sự nghiệp, chứ chẳng ai hãm hại hay dồn ép cô vào đường cùng.